Năm 2013, đang học lớp 6, khi ra chơi, em trượt chân té cầu thang, bị chấn thương chân, phải nghỉ học để trị. Sau 3 năm dây chằng bị đứt, em phải nhập viện phẫu thuật, chưa phục hồi sức khỏe được bao lâu, thì bác sĩ chẩn đoán em bị lao xương khớp, hoại tử khớp háng. Em lại phải tiếp tục nhập viện phẫu thuật thay khớp háng. Sau đó, em được chỉ định phải điều trị lâu dài vì các khớp xương đã bị viêm nặng. Nhưng cảnh nhà nghèo khó, lại thêm mấy năm qua em phải nhập viện phẫu thuật liên tục, nên đến nay gia đình gần như kiệt quệ, không còn khả năng vay mượn được nữa. Hơn một năm qua em phải nằm nhà chịu đựng, hai chân vì thế bị liệt, không còn đi đứng được. Mọi sinh hoạt hàng ngày gần như phải nhờ người thân chăm sóc. Đó là hoàn cảnh bất hạnh của em Quỳnh Minh Phú, 22 tuổi, ở ấp Thạnh Lợi, thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, đang rất cần sự giúp đỡ để em giảm phần nào nỗi đau bệnh tật. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, bệnh thì nó nhức mấy khớp, ngày ngày cũng thức giấc mỗi ngày. Giờ bác sĩ khám bệnh viện, bác sĩ kêu điều trị kháng lao, với kết hợp tập trị liệu để kéo ra đây cái chân đi được, để mới mổ thay khớp vai được. Ở hoàn cảnh gia đình khó khăn, bữa bán đi bán thì bữa được với không. Hơn 10 năm qua, những chuỗi ngày cổ phú là những ngày dài đau đớn vì căn bệnh lao xương khớp hành hạ. Sinh ra trong gia đình khó khăn, căn nhà là tài sản lớn nhất của gia đình. Hằng ngày để lo cho ba anh em, cha mẹ Phú phải chạy xe đi bán bong bóng bay cho trẻ em ở các trường học hay công viên, cực khổ cả ngày mới kiếm được hơn 100.000 đồng để về đắp đổi cơm gạo và thuốc men cho con. Nhưng nào ngờ bao bất hạnh cứ ập đến khi mấy tháng trước cha của Phú, anh Quỳnh Minh Phụng, đột ngột phát bệnh, dây thần kinh đốt sống cổ của anh đau nhức dữ dội, ảnh hưởng xuống hai bàn tay, khiến hai tay không còn cảm giác, phải nhập viện phẫu thuật. Mấy tháng này bao lo toan trong nhà đè nặng lên đôi vai của chị Nga, mẹ của Phú. Bác sĩ kêu mà gắng trị uống lao xương khớp rồi, uống thuốc rồi nửa bớt rồi đi mẫu. Bán khi bữa bán được 50-60 ngàn rồi, 80 ngàn rồi, bữa bán ế, bữa bán rắc chứ gầu lo biết từ ăn uống lượng lo đi làm. Do các khớp xương bị viêm nặng nên Phú không đi đứng hay tự sinh hoạt được nữa. Cha là bệnh tật nên mỗi ngày chị Nga phải dậy từ rất sớm để lo cơm nước rồi mới chạy xe đi bán. Thương con thương cháu nên dù đã 70 tuổi, đi đứng cũng khó khăn, nhưng bà nội em Phú vẫn cố gắng tới lui chăm sóc. Nhiều lúc nhìn cháu nằm đó đau đớn mà bà khóc xa trong nước mắt. Tôi khóc hoài. Mà tôi qua thấy nó vậy khóc và chạy về em bệnh, chạy qua. Mà cha nó vậy nữa, có ở nhà có hai cha con một người vậy. Em nó khổ, em nó đi làm Bình Dương rồi. Rồi còn nhỏ đi học, mẹ nó đi bán, bán có bữa, bữa đắt, có bữa thì được miếng thịt cho nó, có bữa thì ở nhà mấy người mạnh thì ăn bảy bạ, còn mấy người bệnh thì ăn hơi có sức khỏe đi, sẽ sợ nó không có sức khỏe nữa, đi mổ đi đồ không có sức khỏe. Do bệnh tình khá nặng nên em Phú được chỉ định phải điều trị lâu dài mới mong đi đứng lại được. Nhưng với cảnh nhà hiện giờ, đến bữa cơm qua ngày còn khó khăn, nói chi đến chuyện nhập viện. Gần đây, mấy lần Phú trở bệnh nặng phải nhập viện đều nhờ bà con lối xóm gần gũi giúp đỡ. Nhờ vậy mà em mới cầm cự được. Hy vọng đi đứng khỏe mạnh để phụ giúp được gia đình. Thấy cha mẹ khổ, giờ nằm chỗ rồi không có phụ giúp được gia đình. Xót xa trước hoàn cảnh của Minh Phú, sau bao lời động viên thăm hỏi, các nhà hảo tâm trong đoàn Nhịp Cầu Nhân Ái đã cùng quyên góp giúp đỡ số tiền 35 triệu đồng để em được nhập viện chạy chữa sớm. Qua đây, chương trình cũng rất mong quý mạnh thường quân gần xa giúp đỡ thêm để Minh Phú được điều trị lâu dài, được hồi phục đi đứng lại được, giảm phần nào khó khăn trong cuộc sống.
mọi sự giúp đỡ cho hoàn cảnh thương tâm trên xin quý nhà hảo tâm gửi về em Quỳnh Minh Phú, ấp Thạnh Lợi, thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng, hoặc đài phát thanh truyền hình Sóc Trăng số 132 đường Trần Văn Bảy, phường 3, thành phố Sóc Trăng, và tại chùa Khánh Sơn, 22 Ngô Gia Tự, phường 6, thành phố Sóc Trăng. Xin chân thành cảm ơn.